thưa quý vị, Thái Công Minh đang chờ và cắt lái hướng từ Long Thành về Sài Gòn ở đây. Chiều ngày 18 tháng 5. Sông Đồng Nai cái gì ha. Chiều nay trời nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 31 độ C. Đây dòng sông Đồng Nai ở phà thủy triều đang lên, cái gì thấy nước quá trời nước không? Sông Đồng Nai đoạn này là đi xuống chút xíu ngay cầu Phú Mỹ cái gì, là phía trước cái gì thấy đó là nơi giáp nhau với sông Sài Gòn và gọi là khu vực Nhà Bè đó. Nước chảy làm hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về, thì đây là ngay ngã ba nữa cái gì. Hoàng hôn buông xuống lấp lánh trên dòng sông đó, thì thấy mấy cái tàu container Diễn Dương đi vượt biển Thái Bình Dương đó gì, nó đang neo để đợi lên hàng hoặc xuống hàng container đó. Đang có dự án xây dựng cầu cắt lái vậy. Wow, cái phà này nó nặng quá nên cái máy nó gầm quá vậy nghe. Nó cuộn nước lên á. Wow. Cảnh sông nước thì thấy rất là đẹp ha.
Lâu lắm rồi quý vị mới thấy cảnh sông nước Sài Gòn nó giống giống như Nam Kỳ Lục Tỉnh ngày xưa, với những chiến phà đưa lữ khách qua đôi bờ. Tuy cách một dòng sông thôi, một bên là thuộc Long Thành Đồng Nai, bên đây là thuộc quận 9 Sài Gòn. Rồi vì thấy cái xà lan chở đá, này là đi từ vùng núi Châu Thới đó vậy. Tàu này tàu Long An LA đó, chở về miền Tây xây dựng nhà cửa cầu đường, vì miền Tây là không có núi, phải mua đá xây dựng từ miền Đông về và vận chuyển bằng xà lan là chi phí hợp lý nhất. Cảnh này làm quý vị nhớ Sài Gòn, nhớ miền Tây, nhớ Nam Kỳ Lục Tỉnh. Ok, thank you, see you quý vị nha, chuẩn bị lên bờ.